hai đội U23 của Việt Nam và U23 Myanmar sẽ chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào cuộc tranh tài có tính chất rất quan trọng cho việc giành mục tiêu kép, đó là giành quyền tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 cũng như là ngôi vị đầu bảng. Hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ, còn đối thủ của chúng ta U23 Myanmar ra sân với bộ trang phục màu trắng. Một phong cách chụp ảnh lưu niệm quen thuộc thời giãn cách của dịch Covid-19 trên khắp thế giới. Trên màn hình của chúng ta là tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, với người bất chính là trọng tài người Malaysia, ông Muhammad Nasmi Nasaruddin. Các trợ lý của ông Nasaruddin gồm có 3 trọng tài, đó là các trọng tài của Malaysia và Hàn Quốc, mang băng đội trưởng của các cầu thủ U23 Myanmar vẫn là cầu thủ mang áo số 22, trung vệ Sue Moikio. Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin được công bố đội hình xuất phát của hai đội. Cầu thủ đôi bên đều đang tỏ ra rất quyết tâm trước trận đấu này. Dù đây là trận đấu mà cả hai chỉ cần một kết quả hòa là sẽ cùng giành vé đến với vòng chung kết. Lúc này thì chỉ còn hai suất thứ hai xuất sắc nhất nữa đang chờ đợi các đội bóng để cùng góp mặt ở vòng chung kết vào tháng 6 năm sau. Đội xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 23 Nguyễn Văn Toản, cao thủ số 3 Liễu Quang Vinh, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 5 Bùi Hoàng Việt Anh, số 6 Nguyễn Trọng Long, số 7 Trần Văn Đạt, số 8 Nguyễn Hải Long đeo băng đội trưởng, số 9 Lê Xuân Tú, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 15 Lê Văn Xuân và số 19 là Lê Văn Đô. Chúng ta ra sân với đội hình 5-3-2 và có thể linh hoạt chuyển thành 3-5-2 tùy tình hình. Như vậy là trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 trận đấu này, cao thủ U23 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Myanmar gồm có thủ thành mang áo số 1 Pierre Fiotu, các cầu thủ số 4 Hen Jae-lin, số 5 Ted Hensue, số 6 Nanjo, số 7 Green Mueong, số 8 Kaung Khan, số 9 Fie Wai, số 10 tiền đạo Win Anh Tun, số 12 Gunnar Sue, số 21 Lintes Sue và số 22 trung vệ đội trưởng Sue Moikio. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người thi đấu bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Đường truyền của Lê Xuân Tú, cơ hội, nỗ lực chuyền bóng vừa rồi vào phía trong không thành công là của Lê Văn Đô. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo, trong khi đối thủ lại chịu tổn thất không nhỏ khi huấn luyện viên Veliza Popov của họ bị cấm chỉ đạo trận đấu này sau khi phải nhận thẻ vàng ở trận thắng cao thủ Đài Bắc Trung Hoa 1-0 ở lượt đấu trước cách đây 3 ngày. Phạt góc cho U23 Việt Nam. Trong các tình huống phạt góc với cơ hội bóng bổng như thế này thì những trung vệ cao to của U23 Việt Nam như là Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình hay là Liễu Quang Vinh sẽ là những cầu thủ có những cơ hội để chuyển hóa các cơ hội bóng bổng thành bàn thắng. Đứng trước bóng đang là Hai Long, người đã Xuân tạo ra bàn thắng duy nhất và mang về 3 điểm ở trận đấu ra quân cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là một chiến thắng tương đối nhọc nhằn của các cầu thủ trẻ bên phía chúng ta. Hai Long dứt điểm. Đó là cú dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Sẽ lại có thêm quả phạt góc nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cao trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tràn sang bên phần sân của đối phương và tạo ra sức ép về phía khung thành của thủ môn Fiotu. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đã đập vào người của tiền vệ Luyn Mueang.
thêm một cơ hội nữa từ tình huống cố định cho đội tuyển U23 Việt Nam và vẫn sẽ là đội trưởng Hải Long thực hiện quả phạt góc này. Hải Long. Đó sẽ là một quả phát bóng lên cho thủ môn của Myanmar khi mà cú đá phạt góc của Hải Long đã đưa bóng vòng ra phía sau cầu môn. Một trận đấu mà chúng ta chỉ cần một điểm, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đấu này đã đặt mục tiêu là U23 Việt Nam phải hướng đến chiến thắng. Đây tiếp tục là một trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 và sẽ có thể chuyển hóa thành sơ đồ chiến thuật 3-5-2 khi ưu tiên nhiều hơn cho mặt trận tấn công. Trong khi đó thì đối với cầu thủ U23 Myanmar, họ vẫn sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-5-1 với mũi nhọn đá cao nhất trên hàng tấn công của U23 Myanmar, đó là tiền đạo số 10 Win Nang Tun. U23 Việt Nam của chúng ta có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát của trận đấu trước, và vừa rồi là đường chuyền không thành công của Trần Văn Đạt. Chúng ta có hai sự thay đổi so với đỉnh xuất phát ở trận đầu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, đó là sự xuất hiện ngay từ đầu của Hải Long, thế chỗ của Hữu Thắng, và Trọng Long, thế chỗ của Mai Xuân Quyết. Trong khi đó thì bên phía U23 Myanmar trận này họ có một sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận đầu ra quân tại bảng Y, đó là việc xuất hiện ngay từ đầu của số 21 Lin Tetsue thay thế cho số 11 Yeying Aung. Một trận đấu mà hai đội không nhất thiết phải giành chiến thắng bằng mọi giá, dù vẫn quyết tâm có 3 điểm. Vì thế có lẽ ưu tiên của cả U23 Việt Nam và Myanmar sẽ là một thế trận chắc chắn, an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc tìm vào đường vào khung thành của đối phương. Đây là một trận đấu mà nếu như kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội bóng sẽ dẫn đầu bảng Y. Tất nhiên điểm số được tính thì vẫn là điểm số của một trận hòa. Cầu thủ áo đỏ, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang rất chủ động chơi pressing, áp sát và cố gắng đoạt bóng ngay bên phần sân của U23 Myanmar. Có một điều mà chắc chắn chúng ta có thể khẳng định, đó là đối thủ ở trận đấu ngày hôm nay của U23 Việt Nam sẽ là đối thủ khó chơi hơn so với đối thủ ở lượt trận đầu ra quân, đó là U23 Đài Bắc Trung Hoa. Cho tới lúc này thì vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã xác định được các đội bóng giành quyền góp mặt, gồm Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Australia, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Turkmenistan và chủ nhà Uzbekistan. Tấm vé còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu muộn nhất của các bảng D và Y. Cùng giờ với trận đấu này còn có các cuộc đọ sức giữa U23 Ả Rập Xê Út gặp Bangladesh và Kuwait đối đầu với Uzbekistan, nhưng đó chỉ là trận đấu thủ tục. Khi mà Uzbekistan là chủ nhà thì đương nhiên là sẽ có mặt tại giải đấu. Pha đi bóng của cầu thủ U23 Việt Nam. Tình huống khống chế bước một không tốt khiến cho chúng ta không có cơ hội để tung ra cú dứt điểm, đó là Lý Công Hoàng Anh. Trước đó là một pha solo. Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar đang nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Trước cuộc so tài này thì trong 8 lần đối đầu với nhau gần đây nhất, thành tích của U23 Việt Nam đó là 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Lứa cầu thủ hiện tại của hai đội đã từng chạm trán nhau ở vòng loại U16 châu Á năm 2016.
Khi đó chúng ta giành chiến thắng 5-1 trước cao thủ Myanmar. Đó trận đấu mà Văn Đạt đã lập một cú hat-trick. Văn Đạt đang là người đá cặp với Lê Xuân Tú trên hàng tấn công hai người của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta vừa được xem lại tình huống xử lý bóng rất tự tin nhưng cũng mạo hiểm của đội trưởng Hai Long. Thanh Bình, Hai Long. Đã có một tình huống va chạm. Cầu thủ của Myanmar đã nằm lăn xuống sân và ôm mặt. Và một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ của chúng ta. Lại đã có một pha huých cùi chỏ, một pha đánh nguội đối phương của số 7 Trần Văn Đạt. Thực sự thì đó là một thẻ vàng thực sự không đáng có một chút nào của Văn Đạt. Anh hoàn toàn có thể cài người để bóng đi ra bên ngoài và mang về cho U23 Việt Nam được hưởng quả ném biên. Nhưng động tác vừa rồi của anh xứng đáng là động tác phải nhận thẻ. Pha phạm lỗi đối với hậu vệ cánh trái của U23 Myanmar. Đó là Luyến Tết Xuê. Trần Văn Đạt và những cầu thủ trẻ của chúng ta cần phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm những tình huống như vậy. Lại một pha phạm lỗi nữa của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Myanmar vẫn được biết đến là đội bóng luôn chơi rất tốc độ, giàu sức mạnh và không ngại va chạm. Nhưng trong những phút vừa qua thì chính các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta lại đang chơi rất rát ngay bên phần sân của đối phương, những tình huống va chạm không thực sự cần thiết. U23 Việt Nam của chúng ta vẫn đang kiểm soát thế trận tốt và bóng chủ yếu lăn về phần sân của cao thủ Myanmar. Hoàng Anh. Lê Văn Xuân. Văn Đô. Văn Đô và Văn Xuân sẽ là những vị trí cung cấp các pha tấn công biên rất cần thiết trong những mảng miếng phối hợp tấn công của U23 Việt Nam. Trọng Long. Vẫn là Trọng Long. Anh đã không vượt qua được tiền vệ Luyến Mau Ngọng. Tính kết dính của các vị trí bên phía U23 Việt Nam trong những phút vừa qua vẫn chưa thực sự ấn tượng. Dù chúng ta đang là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra sức ép lớn hơn. 10 phút đầu tiên đã trôi qua. Hướng lên phía trên để giành một chiến thắng. Nhưng chúng ta không được phép chủ quan và cần phải ưu tiên cho việc tạo ra một thế trận chắc chắn, an toàn và tránh mắc những sai lầm bên phần sân nhà. Lại một tình huống phạm lỗi của U23 Việt Nam bên phần sân của cao thủ Myanmar. Những tình huống áp sát ngay bên phần sân đối phương nhằm cắt đứt ý đồ triển khai tấn công của cao thủ Myanmar ngay từ những pha bóng đầu tiên. Đây là ông Kim Han Yun, trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã chỉ đạo đội tuyển U22 Việt Nam vào năm 2019 trong một trận đấu giao hữu tại Việt Trì Phú Thọ, khi mà chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Triệu Việt Hưng và Nguyễn Tiến Linh. Khi đó thì ông Kim Han Yun, trợ lý của ông Park Hang-seo, là người chỉ đạo U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Veliza Popov chỉ đạo cầu thủ Myanmar. Còn ở trận đấu ngày hôm nay thì ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là người chỉ đạo chính, nhưng bên phía Myanmar họ lại không có được sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Veliza Popov. Hai Long. Ở trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa thì U23 Việt Nam đã thực hiện 5 sự thay đổi người và tất cả đều đến trong hiệp thi đấu thứ hai. Đó là những sự thay đổi
Mạnh Dũng vào thay Quang Vinh, Việt Cường thay Xuân Quyết, Bảo Toàn thay Xuân Tú, Hai Long thay Hữu Thắng và Trần Văn Công thay Lý Công Hoàng Anh. Hải Long, người đã áp sát rất nhanh trong tình huống vừa rồi và không tạo ra một cơ hội cho Lê Xuân Tú, đó là trung vệ đội trưởng Sue Mui Kio. U23 Việt Nam của chúng ta vẫn đang là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, triển khai những pha phượt tấn công cũng nhiều hơn so với đối thủ, nhưng độ sắc nét thì vẫn chưa đủ lớn để giúp cho chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Văn Xuân, trong trận đấu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa thì những tình huống tấn công bên phía cánh trái với sự năng động của Văn Xuân mang tới những tình huống phối hợp tấn công rất đáng chú ý dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Việt Anh, chơi vị trí trung tâm và phòng ngự trong sơ đồ ba trung vệ của chúng ta là Thanh Bình, Hải Long. Quang Vinh. Liễu Quang Vinh đã có một hiệp đấu đầu tiên không thực sự ấn tượng trong trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa và bị thay ra trong hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì Liễu Quang Vinh vẫn tiếp tục có mặt trong đội xuất phát của U23 Việt Nam. Một sự tin tưởng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho cầu thủ mang áo số 3 bên phía U23 Việt Nam. Một ý đồ rất rõ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cắt đứt những đợt triển khai lên bóng của đối thủ ngay bên phần sân của đối phương. Một đường truyền về sai địa chỉ, phần nào cho thấy sự lúng túng trong các pha triển khai lên bóng của cao thủ U23 Myanmar. Việt Anh, Thanh Bình, Quang Vinh. Hải Long. Số 8 đội trưởng bên phía U23 Việt Nam đang di chuyển rất rộng ở tuyến giữa. Mui Kio. Phiêu Oai. Nanh Tùn đang di chuyển ở phía trên. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt với Văn Xuân. Văn Xuân vừa rồi đã đá vào chân trụ của tiền vệ Miak Khaung Khan và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ U23 Myanmar. Ở trận đấu trước gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa thì một trong những cầu thủ có khả năng sút phạt hàng rào rất tốt bên phía cầu thủ U23 Myanmar đó chính là tiền vệ số 7 Luyên Mui Aung. Lê Văn Xuân ở tình huống này đã đá hụt bóng. Một lỗi không cố tình của Lê Văn Xuân vẫn sẽ là một quả phạt dành cho U23 Myanmar. Chúng ta cần phải cảnh giác với tình huống này. Khoảng cách đến khung thành của Văn Toàn không xa và góc sút phạt là rất thuận lợi. Vẫn như những trận đấu trước, mặt sân vận động Omu Jacob ngày hôm nay rất cứng và lởm chởm. Hey, no, stay there. Stay there. Stay.
Đây là cầu thủ mà chúng tôi đã đề cập tới, chuyên gia thực hiện những quả đá phạt của U23 Myanmar, Luyn Mui Aung. Góc sút là khá rộng, tuy nhiên cự ly cũng là khá xa về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Có lẽ sẽ là một cú sút thẳng của tiền vệ Mao số 7 này. Mùi Aung không qua được hàng rào chắn của U23 Việt Nam. Cao thắt sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ U23 Myanmar. Một sự trùng lập của cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar đó là đều giành chiến thắng với cùng tỷ số là 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, và đều là những bàn thắng tới ở những phút cuối của trận đấu. Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta ghi bàn ở phút thứ 82, còn đội tuyển U23 ghi bàn ở phút thứ 80. Cả hai rõ ràng đều đã có một trận đấu rất nhọc nhằn trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Những chiến thắng khó khăn hơn mong đợi. Cầu thủ hai đội đang có những xô xát với nhau ở khu vực cấm địa. Cuộc trọng tài phải nhắc nhở các cầu thủ Myanmar. Phút thứ 20, trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar. Miat Khan là người đã thực hiện quả phạt góc và sẽ có quả phát bóng lên cho thủ môn Văn Toàn. Dù đặt quyết tâm chiến thắng nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đấu này cũng đã cảnh giác với các học trò của mình về đối thủ Myanmar. Đó là một đối thủ có nền tảng tốt, không ngại va chạm, nên U23 Việt Nam cần phải đề phòng trong những tình huống tranh chấp và tránh bị cuốn vào cuộc đua thể lực với đối thủ. Tính tổ chức cũng như là cách vận hành sơ đồ chiến thuật của U23 Myanmar cũng tương đối tốt. Và những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của mình đã quan sát ở trận đấu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trợ lý của huấn luyện viên Viliza Popov, người chỉ đạo chính bên phía U23 Myanmar ở trận đấu ngày hôm nay. Lối của Liễu Quang Vinh. Gần một nửa thời gian của một trận đấu đang chuẩn bị trôi qua, và tỷ số trên sân vận động Dolen Omuzakop vẫn đang là U23 Việt Nam 0 và U23 Myanmar 0. Chúng ta đang kiểm soát bóng nhiều hơn, phối hợp tấn công với nhiều pha bóng đáng chú ý hơn, nhưng cũng chính cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta đang là đội phạm lỗi nhiều hơn. Trọng tài yêu cầu cầu thủ của U23 Myanmar, tiền vệ Miat Kaung Khan, cần phải thực hiện quả đá phạt đúng vị trí. Một vị trí đá phạt thích hợp với một pha treo bóng bổng vào trong khu vực 16m50. Nai Anh Tun. Tiền đạo Nai Anh Tun bị phạm lỗi. Như vậy là đã có thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra. Có lẽ thẻ vàng lần này dành cho Liễu Quang Vinh. Như vậy là cả hai thẻ vàng của trận đấu đến thời điểm này đều thuộc về phía các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. Ở trận đấu đầu tiên thì chúng ta cũng đã phải nhận một thẻ vàng cộng với hai thẻ vàng, và lúc này U23 Việt Nam đã phải nhận ba thẻ vàng. Nếu như trong trường hợp phải xét đến chỉ số fair play thì đó sẽ là bất lợi với các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất nhiên chúng ta sẽ không mong U23 Việt Nam sẽ phải xét đến tình thế đó để giành vé đi tiếp. Chắc chắn là cầu thủ Mao số 10, tiền đạo Win Anh Tun
sẽ là cái tên mà hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam cần phải chú ý nhiều nhất. Đây là cầu thủ dù không ghi bàn nhưng đã thi đấu rất nổi bật trong trận đấu mà U23 Myanmar đã vượt qua U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu đầu tiên của họ tại bảng Y. Người đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Myanmar trận đấu đó hôm nay ngồi trên băng ghế dự bị đó là số 14 Khaung Myat Thu. Văn Toản đang chỉ đạo các đồng đội của mình trong cách tổ chức phòng ngự trong pha bóng được coi là đầy nguy hiểm này. Nguyên Miêu Ngung rất nguy hiểm, sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho cao thủ Myanmar. Những phút vừa qua thì U23 Việt Nam đã bị gây sức ép ngược. Rất nhiều những tình huống mà cầu thủ hai bên đã va chạm với nhau ở trong khu vực 5m50 trước khung thành của thủ môn Văn Toản, và trọng tài người Malaysia ông Nasaruddin đã không ít lần phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở các cầu thủ của hai đội. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho cầu thủ U23 Myanmar. Cao Ung Khan. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ của U23 Myanmar. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Nasmi Nasaruddin người Malaysia. Cho tới lúc này thì khu vực Đông Nam Á đã có hai đại diện có mặt ở vòng chung kết là Malaysia và Thái Lan. Nếu như cả Việt Nam và Myanmar cùng dắt tay nhau đi tiếp thì Đông Nam Á sẽ có tới 4 đại diện tại vòng chung kết sang năm. Đó là giải đấu sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 6 năm 2022 tại Uzbekistan. Hensue ném biên cho U23 Việt Nam. Trước một đối thủ được U23 Myanmar đánh giá cao hơn hẳn so với U23 Đài Bắc Trung Hoa, ngày hôm nay U23 Myanmar đang thi đấu gần như với 6 cầu thủ thường xuyên tập trung cho khâu phòng ngự. Ngoài 4 hậu vệ ra còn có 2 tiền vệ đánh chặn, đó là số 6 Tikejo và số 7 Luin Muayaung. Văn Xuân. Hoàng Anh. Thực sự thì chất lượng mặt sân cỏ của sân Dolan Umurzakop là không tốt một chút nào, nhưng đây là điều kiện thi đấu chung. Sân xấu với chúng ta cũng xấu với đội bạn, và chúng ta sẽ cần phải phát huy được những mảng miếng phối hợp tấn công một cách sắc nét nhất để đạt tới mục tiêu, đó là ghi bàn. Jealin. Jealin và đội trưởng Sui Muekio là bộ đội trung vệ của cao thủ U23 Myanmar. Ở lượt trận trước, trong trận đấu mà cao thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa sau khi để thua trước U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, không thi đấu phòng ngự nhiều tầng giống như trận đấu gặp đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta nữa, thì khá bất ngờ khi mà khoảng 17 phút đầu tiên của hiệp 1, đội đã thi đấu triển khai tấn công hay hơn và có được hai cơ hội tấn công trung lộ rõ nét lại chính là cao thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa. Những gì đang diễn ra trên sân là một thế trận không dễ cho cả đôi bên. Số lượng cầu thủ luôn tập trung rất đông ở khu vực giữa sân. Và mỗi khi đối thủ có bóng là gần như không có khoảng trống để xử lý. Pha đi bóng không thành công của Lý Công Hoàng Anh.
Cả hai rõ ràng đang thể hiện khá rõ sự thận trọng của mình. Thanh Bình đường truyền lên cho Xuân Tú. Lê Xuân Tú. Rất tiếc cho đường truyền hơi thiếu lực vừa rồi của Lê Xuân Tú. Pha phối hợp của bộ đôi tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. Đáng tiếc là bóng đã không thể tới được vị trí của Trần Văn Đạt. Mui Kio. Hesue. Phi Thu. Cả hai đội đều đã giành chiến thắng ở trận đầu ra quân với tỷ số 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Cả hai đội đều đã có những tình huống dứt điểm dội khung thành đối phương ở lượt trận đầu tiên. Bên phía U23 Việt Nam của chúng ta đó là cú đánh đầu dội xa ngang của Trần Văn Đạt. Còn bên phía U23 Myanmar là tình huống tầng bóng dội cột dọc của tiền đạo Nanh Tun. Văn Xuân không được. Văn Xuân bị kèm rất chặt ở tình huống này và đã không kịp để thực hiện quả tạt vào phía trong. Văn Xuân chính là tác giả của đường truyền tạo điều kiện cho Văn Đạt thực hiện cú đánh đầu dội sang ngang khung thành của U23 Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu trước. Trong số cao thủ U23 Việt Nam thì Văn Xuân vẫn là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nhất. Anh đã có những mùa giải thi đấu tương đối nhiều trong áo câu lạc bộ Hà Nội tại đấu trường V-League. Rõ ràng là việc những cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái của câu lạc bộ Hà Nội như là Đoàn Văn Hậu hay là Văn Dũng bị chấn thương vô tình đã mang tới cơ hội để cho Văn Xuân thể hiện mình, và anh đã lọt vào con mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Myanmar đang cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi một chút nào. Hensue. Phiêu Wai. Đã có lỗi của Trọng Long. Trong số các tiền vệ của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay thì Hai Long sẽ là người được chơi nhô cao nhất để hỗ trợ tấn công cho cặp tiền đạo Xuân Tú và Văn Đạt. Lý Công Hoàng Anh và Trọng Long sẽ đóng vai trò phòng ngự, thu hồi bóng nhiều hơn. Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Không kịp. Pha đẩy bóng đi ra ngoài của số 12 Aung Una Sue. Đây sẽ là một cầu thủ mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng sẽ cần phải để ý rất nhiều. Anh chính là tác giả của pha kiến tạo giúp cho cầu thủ U23 Myanmar có bàn thắng duy nhất ở trận đấu trước gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. Một pha thoát xuống nhanh và quan sát thực hiện đường chuyền rất tốt bên phía cánh phải của Aung Gunasue. Hensue. Trong số các đội nhì bảng đã giành quyền đi tiếp cho tới lúc này có Thái Lan và Turkmenistan. Thái Lan là đội bóng đã giành quyền đi tiếp cũng khá may mắn khi mà lượt đấu cuối cùng U23 Lào đã giúp họ có tấm vé khi giành chiến thắng 3-2 trước cao thủ Mông Cổ. Hai tấm vé còn lại trong số 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ được xác định trong ngày hôm nay. Cú phá bóng rất mạnh lên phía trên của Thanh Bình. Cơ hội phản công dành cho U23 Việt Nam. Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh. Như vậy là sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam với tình huống phạm lỗi của trung vệ Henze Alin. Như vậy là cũng đã có chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ của U23 Myanmar. Thank you.
Cầu thủ phải nhận thẻ vàng bên phía UEFA Myanmar không phải là người đã phạm lỗi mà là người đồng đội của anh. Do lỗi phản ứng, đó là tiền vệ số 6 Nantikejo. Trong những tình huống có bóng trong chân ở 1/3 phần sân đối phương, ở trận đấu ngày hôm nay có thể thấy là cầu thủ UEFA Việt Nam cũng đang rất tự tin cầm bóng đột phá. Nó khá khác so với trận đấu đầu tiên. Pha đá phạt của UEFA Việt Nam không tốt. Bóng đi quá mạnh. Chúng ta có thể cảm nhận được là trong quyết định đá phạt vừa rồi của Lê Văn Xuân, anh không thực hiện một tình huống treo bóng bờ mà thực hiện một cú cứa lòng vào góc cao khung thành đối phương, nhưng đã thực hiện không thành công. Hensue. Mục tiêu giữ sạch lưới vẫn đang được các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện tốt. Nhưng mục tiêu còn lại đó là phối hợp đẹp mắt và ghi bàn thắng thì đến thời điểm này các học trò của huấn viên Park Hang-seo vẫn chưa làm được. Đó sẽ là quả ném biên cho U23 Việt Nam. Nhìn chung thế hệ này của hai nước đã tương đối hiểu nhau khi từng giáp mặt nhau không ít lần trong quá khứ ở cả lứa U16 lẫn U19. Ở lứa tuổi U16 thì chúng ta giành chiến thắng, còn ở lứa tuổi U19 thì U19 Việt Nam mà bây giờ là U23 đã phải nhận thất bại trước các cầu thủ Myanmar. Và quả người không thành công của Hải Long. Với những gì đang diễn ra cho tới lúc này ở hiệp 1, rất có thể là cú đấm quyết định sẽ được tung ra trong hiệp thi đấu thứ hai. Còn khoảng 10 phút nữa thôi, thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu sẽ khép lại. Và lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta và U23 Myanmar vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số là không đều. Một tỷ số mà như chúng ta đã đề cập tới rất nhiều, đủ để giúp cho cả hai đội giành quyền đi tiếp, tức là tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 tại Uzbekistan. Quang Vinh. Pha khống chế không thành công là của Lê Xuân Tú. Việt Anh. Hải Long. Văn Xuân. Đá phạt cho U23 Myanmar. Rõ ràng là việc chúng ta đánh giá cao đối thủ U23 Myanmar là một điều hoàn toàn hợp lý. Cầu thủ U23 Myanmar cho thấy họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc đối đầu này với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Lối chơi của cầu thủ U23 Myanmar là một lối chơi cũng rất giàu thể lực. Hensue. Vẫn là các cầu thủ Myanmar. Thế trận diễn ra cho tới lúc này là tương đối cân bằng. Vòng chung kết U23 châu Á năm sau sẽ diễn ra khoảng 2 tuần sau SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta
sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games trước khi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất của châu Á lứa tuổi U23. Đó sẽ là một thời gian rất bận rộn với bóng đá của Việt Nam. Sẽ có một quả phạt dành cho U23 Việt Nam ở bên phía cánh trái. Một điểm đặt bóng tương tự như quả đá phạt cách đây chưa lâu mà Lê Văn Xuân đã thực hiện không thành công. Đứng trước quả bóng lúc này vẫn là Lê Văn Xuân. Văn Xuân. Lần này là một ý đồ đá khác so với cú đá phạt trước đó. Thêm một quả phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Win Naintun là người đã đánh đầu pha bóng ở tình huống vừa rồi. Một trong những cầu thủ mà như anh Tuấn Anh nói là nguy hiểm và đáng chú ý nhất bên phía U23 Myanmar. Lần này thực hiện quả phạt góc cho U23 Việt Nam không phải là đội trưởng Hai Long nữa mà là Lê Văn Xuân. Thêm một cơ hội bóng bổng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Phía ngoài, cú pháo bóng an toàn chịu quả ném biên của Trọng. Phút thứ 40 rồi và tỷ số trên sân vẫn đang là không đều. Một trận đấu thực sự là khó khăn đối với đội tuyển U23 Việt Nam trước một đối thủ có lối chơi khó chịu hơn rất nhiều so với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Phiêu ngoài. Thêm một quả ném biên nữa dành cho cầu thủ Myanmar. Sẽ là một quả ném biên sâu vào trong khu vực 16m50 của Hensue. Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu pha bóng. Cao Ung Khan. Chúng ta cũng không được phép chủ quan trong các tình huống mà đối thủ được hưởng các quả phạt góc hay ném biên sát với phía khung thành của thủ môn Văn Toàn. Đội tuyển U23 Myanmar cũng có những cầu thủ có chiều cao khá tốt. Chuyên gia đá phạt Luyên Mui Aung là người thực hiện quả phạt góc dành cho cao thủ áo trắng. Cầu thủ hai đội thường xuyên có những xô xát trong khu cấm địa mỗi khi được hưởng phạt góc, đặc biệt là từ phía các cầu thủ Myanmar. Trọng tài một lần nữa phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở với cầu thủ đôi bên. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 còn lại chưa đến 5 phút nữa và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi trên sân Omuzakop. Với khá nhiều những tình huống mà trọng tài phải dừng trận đấu để nhắc nhở như này thì có lẽ hiệp 1 sẽ được đá bù thêm khá nhiều thời gian. Và đá phạt góc của Luyên Mui Aung không có gì nguy hiểm. Tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự của Xuân Tú. Xuân Tú
cũng là một trung phong có chiều cao rất tốt. Trên ghế dự bị U23 Việt Nam còn có một cầu thủ tiền đạo cắm cũng có chiều cao rất tốt nữa, đó là Nguyễn Trần Việt Cường, một cầu thủ được coi là phiên bản của Nguyễn Tiến Linh tại U23 Việt Nam. Cơ hội không kịp. Hai đội đều đang chơi chắc chắn sân nhà và khi có cơ hội thì tổ chức phản công chớp nhoáng. Trọng tài vừa thổi phạt với một tình huống có lẽ là lối kê chân của tiền đạo Win Nang Tun. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của trận đấu dành cho đội tuyển U23 Việt Nam không phải tới từ các tiền đạo như là Xuân Tú hay Văn Đạt, mà lại tới từ một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Thêm một cơ hội cho cầu thủ U23 Việt Nam. Không được. Đường chuyền vào của Lý Cộng Hoàng Anh đã không thể tìm tới hai đồng đội của anh ở trong khu vực 16m50. Hoàng Anh. Văn Xuân. Pha lấy bóng thành công của Bùi Hoàng Việt Anh. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar vẫn đang hòa nhau không đều trên sân Dolen Omuzakop. Văn Đạt đã không thể tạo ra được đột biến trong pha xử lý trong vòng cấm vừa rồi của Trần Văn Đạt. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong những phút cuối cùng của hiệp 1. Lại thêm một cơ hội bóng bổng nữa. Văn Xuân. Xuân Tú. Hai Long. Vẫn là Hai Long. Thời gian bù giờ của hiệp 1 chỉ là 2 phút. Đến thời điểm này thì có lẽ hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều. Thời gian còn lại chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi. Thế trận này có lẽ nằm trong dự đoán của rất nhiều người trước khi trận đấu này diễn ra. Thì đội chơi thận trọng. Cả 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại đều bắt đầu vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar còn có các cuộc đọ sức giữa Ả Rập Xê Út gặp Bangladesh và Kuwait gặp chủ nhà của giải đấu năm sau là Uzbekistan. Tất nhiên là Uzbekistan chỉ tham dự vòng loại với mục tiêu là được cọ sát thực tế. Trọng Long. Đường chuyền rất hợp lý. Đánh đầu. Bóng đã chạm đầu của Lê Xuân Tú nhưng ở một tư thế không thuận lợi. Như vậy là trọng tài người Malaysia. Đúng là trọng tài người Malaysia đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, hai đội rời sân mà không ghi được bàn thắng nào trong một thế trận mà cả đôi bên đều ưu tiên sự thận trọng và thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà.
khiến cho những cơ hội tạo ra trong 45 phút đầu tiên là không nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi một thế trận hứng khởi và hấp dẫn hơn trong hiệp thi đấu thứ hai từ phía hai đội vòng loại của hai đội bóng. Trận đấu quyết định đến những tấm vé giành quyền vào vòng chung kết tổ chức vào tháng 6 năm 2022. Như vậy là ở trong hiệp 2 này hai đội đổi sân, cao thủ U23 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Hiệp 1 trận đấu hai đội rời sân mà không ghi được bàn thắng nào trong một thế trận cả đôi bên đều ưu tiên sự thận trọng và thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà. Việt Anh bước sang hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện hai sự thay đổi cầu thủ cho U23 Việt Nam. Một trong số đó xuất hiện trên sân lúc này là tiền đạo Hồ Thanh Minh. Cú sút xa, cú ra chân khá bất ngờ của Lý Công Hoàng Anh. Thì một trận đấu đã diễn ra với thế trận khá cân bằng. Hai đội không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Đây là trận đấu mà cả U23 Việt Nam và Myanmar đều không buộc phải giành chiến thắng. Chỉ cần một kết quả hòa là cả hai sẽ dắt tay nhau có mặt ở vòng chung kết. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng cho U23 Việt Nam. Không những thắng mà phải thắng đẹp. Việt Anh. Cho tới lúc này chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu là có được bàn thắng vào lưới đối phương. Tuy nhiên ở một trận đấu như thế này và tính chất rất quan trọng thì điều đầu tiên phải nghĩ đến đó là không để thủng lưới, không để thua trước đã. Và điều đó thì chúng ta đã làm tốt trong 45 phút đầu tiên. Tính chất rất quan trọng, chẳng khác gì làm trận chung kết của bảng đấu khiến cho cả đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U23 Myanmar bước vào trận đấu này với một tâm lý thi đấu rất cẩn trọng. Và điều đó cũng phần nào đã hạn chế đi những tình huống tấn công hoa mỹ mà cả hai bên có thể phát huy được nếu thi đấu với một thế trận cởi mở. Rõ ràng là cả U23 Việt Nam của chúng ta và đối thủ U23 Myanmar sẽ không mạo hiểm cho một suất giành quyền đi tiếp tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm sau diễn ra tại Uzbekistan. Nếu như cả Việt Nam và Myanmar đều giành quyền đi tiếp thì bóng đá Đông Nam Á sẽ có 4 đại diện tại vòng chung kết năm sau. Đó là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Myanmar. Vào năm 2018, nơi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu, thì Đông Nam Á có 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hai đội bóng láng giềng của chúng ta phải dừng bước sớm, trong khi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến trận đấu cuối cùng. Sẽ là một quả ném biên rất mạnh của cầu thủ Myanmar. Hensue, hậu vệ cánh trái Hensue là chuyên gia thực hiện những quả ném biên dành cho cầu thủ U23 Myanmar. Văn Đô. Cơ hội, Thanh Minh. Cơ hội, không được. Tưởng như là Thanh Minh đã giành chiến thắng trong tình huống tranh cướp bóng với trung vệ đội trưởng Sue Mue Kio. Nhưng cuối cùng
ở những hiệp cuối thì cầu thủ trung vệ áo số 22 của đội tuyển U23 Myanmar lại là người đã có sự lựa chọn tốt hơn so với Hồ Thanh Minh. Đó là tình huống đáng chú ý đầu tiên sau khi được vào sân của tiền đạo áo số 16 này. Trong hiệp 1, những phút đầu tiên của hiệp đấu, U23 Việt Nam của chúng ta là đội đã chủ động tấn công và đã có được những tình huống phối hợp, những pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Và đáng chú ý nhất đó là cú dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Và đầu hiệp 2, một kịch bản tương tự cũng đã lặp lại khi mà chúng ta đã có được một cú sút xa khá tốt của Lý Công Hoàng Anh. Dứt điểm Thanh Minh. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của U23 Việt Nam ít nhiều cũng mang tới những dấu hiệu khởi sắc hơn trong những pha phối hợp tấn công ở đầu hiệp 2 này. Đường truyền của Văn Đạt. Như vậy là Hồ Thanh Minh đã vào sân thay Lê Xuân Tú để chơi cặp với Văn Đạt trên hàng tấn công hai người của U23 Việt Nam. Hỗ trợ phía sau vẫn đang là đội trưởng Hai Long cùng với Lý Công Hoàng Anh. Trọng Long thì chơi lùi sâu hơn với vai trò phòng ngự từ xa là chính. Khá nguy hiểm tình huống băng lên của thủ môn Văn Toản. Và đã có một cú dứt điểm từ xa của cầu thủ bên phía U23 Myanmar. Đó là một pha xử lý thực sự làm thót tim những cổ động viên bóng đá Việt Nam của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Đối phương đã có một tình huống sút xa với hướng bóng là rất tốt, hướng bóng vào thẳng giữa vị trí khung thành của U23 Việt Nam. Nhưng rất may cho U23 Việt Nam của chúng ta là đó là một tình huống mà bóng đã đi hơi thừa lực, đã đi vọt sang ngang khung thành của thủ môn Văn Toản. Chút nữa thôi thì pha xử lý chủ quan của thủ môn U23 Việt Nam đã khiến chúng ta phải trả giá. Hoàng Anh. Hoàng Anh sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đây dường như sẽ là quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút lý tưởng nhất kể từ đầu trận mà chúng ta có được. Chúng ta cùng xem lại tình huống đột phá ở trung lộ và bị phạm lỗi của Lý Công Hoàng Anh. Người đã bị trọng tài thổi phạt chính là người vừa vào sân bên phía U23 Myanmar trong hiệp 2. Số 13, Duy Khan Min. Cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một vị trí sút phạt khá thuận lợi. Đứng trước bóng đang có hai cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Đó là Lê Văn Xuân và đội trưởng Hai Long, những người đã tạo nên bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Văn Xuân hay Hai Long sẽ là người dứt điểm ở tình huống đá phạt này đây. Lê Văn Xuân dứt điểm không qua hàng rào của Myanmar. Như vậy là cũng giống như cầu thủ U23 Myanmar, trong quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút tốt nhất của mình thì U23 Việt Nam cũng không thể thực hiện cú dứt điểm qua được hàng rào chắn của đối phương. Trong hiệp 1 thì U23 Myanmar đã được hưởng một quả đá phạt trực tiếp và cầu thủ sút phạt số 1 của họ, tiền vệ số 7 Luyn Mueaung, cũng đã thực hiện cú sút phạt không qua được hàng rào chắn của U23 Việt Nam. Ở trong hiệp 1, Lê Văn Đô đã có những tình huống leo biên khá hay, đặc biệt là pha bóng mà anh nhận đường chọc khe của Hai Long và tạt bóng đến vị trí của Lê Xuân Tú ở những phút cuối.
Vẫn là cao thủ Myanmar. Tranh chấp luôn là một trong điểm mạnh nhất của cao thủ Myanmar, dù ở cấp độ đội tuyển nào. Aung Nasue. 10 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Trong hiệp 2, ngoài việc tung Hồ Thanh Minh vào sân để thế chỗ cho Lê Xuân Tú, U23 Việt Nam còn có một sự thay đổi khác với những hy vọng nhiều hơn trong các pha tấn công. Đó là sự xuất hiện trên sân của Nhâm Mạnh Dũng. Và cũng giống như trận đấu trước gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, anh vào sân để thế chỗ của Liễu Quang Vinh, vị trí trung vệ lệch trái. Có Mạnh Dũng trên sân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những thêm những phương án tấn công mới. Nhưng Mạnh Dũng là một cầu thủ đa năng, có thể chơi được cả vị trí trung vệ và tiền đạo. Xuất thân của anh là một tiền đạo. Đứng trước bóng vẫn là đội trưởng Hải Long. Từ đầu trận đấu thì đạo diễn hình chưa cho chúng ta thấy hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo, mà người thường xuyên đứng sát đường pit để chỉ đạo các học trò là trợ lý Kim Han-yun. Đường chuyền rất hay của Hải Long, đưa bóng ngược trở lại. Nhưng các cầu thủ Myanmar cũng đã đoán biết được tình huống phối hợp này của chúng ta và đã có một pha cắt bóng rất hiệu quả. Na Anh Tun đã bị lép vế trong tình huống tranh cướp bóng tay đôi với trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng. Trọng Long. Văn Đô. Lý Công Hoàng Anh. Pha phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ Lin Tetsue. Rõ ràng là so với những gì mà chúng ta thể hiện trong hiệp 1 thì thế trận trong hiệp 2 của U23 Việt Nam đang có chiều hướng đi lên. Cầu thủ của Myanmar vừa đẩy vừa đá Lý Công Hoàng Anh. Vẫn sẽ là đội trưởng Hải Long thực hiện quả đá phạt. Hải Long và Lê Văn Xuân thay nhau trong vai trò là cầu thủ thực hiện những quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Hải Long, rồi, tỷ số là vào công. Một tình huống bóng bồng. Cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đó là cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh. Một sự thay đổi người rất hợp lý và đã phát huy tác dụng. Phút thứ 59 của trận đấu, thế bế tắc đã được khai thông. Và bây giờ thì cầu thủ U23 Myanmar sẽ phải rơi vào tình thế bám đuổi về mặt tỷ số với cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt tình huống cố định với một quả treo bóng rất vừa tầm của đội trưởng Hải Long. Và Hồ Thanh Minh cũng rất hay với một tình huống băng cắt. 1-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã phá vỡ được thế bế tắc. Hàng phòng ngự của Myanmar đã bị đánh bại. Bây giờ thì mọi thứ thực sự đang đi theo đúng như tính toán của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã thi đấu rất chặt chẽ và đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bây giờ thì nhiệm vụ ghi bàn
không phải là nhiệm vụ tối quan trọng nữa đối với cầu thủ U23 Việt Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào sự nôn nóng, dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng của đối thủ để tung ra những đợt trừng phạt. Tình huống thực hiện quả đá phạt với pha chéo bóng đầy cảm giác của đội trưởng hài lòng đã giúp cho Hồ Thanh Minh thực hiện pha đánh đầu rất căng và chuẩn xác, chiến thắng thủ thành phi thủ của Myanmar để mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Như vậy là cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng loại lần này cho tới lúc này đều có dấu ấn của Hải Long với hai pha kiến tạo. Đã có tình huống việt vị của Hồ Thanh Minh. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp 2 của U23 Việt Nam. Người thực hiện đường truyền là Nhâm Mạnh Dũng và người thoát xuống nhưng đã bị bắt việt vị. Đó là Hồ Thanh Minh, tác giả của cú đánh đầu quyết đoán mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Kể từ lúc Hồ Thanh Minh được tung vào sân thì đúng là lối chơi của U23 Việt Nam, lối chơi tấn công đã trở nên sáng sủa hơn. Văn Đạt. Văn Đạt đã không thể có một pha dứt điểm với khung thành Myanmar. Khi mà thủ môn của U23 Myanmar đã băng ra kịp thời để ngăn cản. Lý Công Hoàng Anh. Văn Đô. Trọng Long. Hai Long. Lê Văn Xuân. Lê Văn Đô. Pha cài người rất hay của Lý Công Hoàng Anh, rất hợp lý, có thể dứt điểm. Penalty chăng? Văn Đạt khống chế bước 1, sau đó thực hiện động tác qua người và đã không vượt qua được trung vệ số 4 bên phía U23 Myanmar. Trọng tài người Malaysia đứng khá gần nhưng đã quyết định không thổi penalty. Có lẽ đã không có lỗi từ phía cao thủ Myanmar. Như vậy là chỉ trong vòng 2 phút thôi đã có hai cơ hội rất nguy hiểm dành cho tiền đạo Trần Văn Đạt. Nhưng cầu thủ mang áo số 7 này vẫn đang tỏ ra chưa có duyên ghi bàn. Tetsuo. Pha cắt bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Việc chúng ta có được bàn thắng vừa lên dẫn trước thực sự đang giúp cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta có rất nhiều lợi thế. Và thêm một lần nữa thì trọng tài lại bắt việt vị đối với Hồ Thanh Minh, người vừa xuất hiện ít phút trên sân nhưng đã để lại những dấu ấn rất lớn, đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số và sau đó là một đường kiến tạo dành cho Trần Văn Đạt để đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng rất tiếc là Văn Đạt đã không thể có được tình huống khống chế cũng như là chọn vị trí tốt để có thể ghi bàn. Tetsuo ném biên cho U23 Myanmar. Bây giờ thì cầu thủ U23 Myanmar đang cùng có được 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 0 giống như U23 Tajikistan và U23 Bahrain. Và chắc chắn là cầu thủ U23 Myanmar trong thời gian còn lại sẽ cần phải dâng cao đội hình để tìm kiếm ít nhất là bàn thắng gỡ hòa, nếu như không muốn sẽ phải dừng bước bởi một bàn thua nữa sẽ khiến cho cầu thủ U23 Myanmar sẽ không thể trở thành một trong 4 đội có được vị trí nhì bảng tốt nhất của 11 bảng đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 tại Uzbekistan. Một quả phạt góc nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta và thêm một cơ hội bóng bổng cho cầu thủ áo đỏ Văn Xuân. Bóng vừa chạm đầu của trung vệ đội trưởng Muekio. Muekio với chiều cao rất tốt của mình là người thường xuyên phát huy tốt khả năng chống bóng bổng. Văn Toàn. Khanmin. Khanmin vào sân thay thế cho tiền vệ phòng ngự Nan Tikejo. Như vậy là cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam tại vòng loại của giải U23 châu Á năm 2022 đều tới sau hai pha kiến tạo của Hải Long.
Hải Long gần như sẽ là một trụ cột không thể thay thế ở đội tuyển U23 Việt Nam vào thời điểm này cho chiến dịch hướng tới SEA Games 31 cũng như là vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Nếu như chúng ta có mặt Trọng Long, Trọng Long cũng đang rất hiệu quả ở những tình huống hỗ trợ phòng ngự. Hồ Thanh Minh, Hồ Thanh Minh là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Huế ở dạng nhất. Vừa rồi là một tình huống di chuyển không bóng rất tốt của Thanh Minh, nhưng đáng tiếc là Văn Đồ lại chuyền bóng quá khó. Na Anh Tun, số 10, trụ phòng cắm của U23 Myanmar ngày hôm nay không có được một cơ hội nào để đe dọa khung thành của thủ môn Văn Toàn. Hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp bên phía U23 Myanmar. Tuet Phê Uy vào sân thay số 14 là Khao Miat Thu đã vào sân. Đây là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy anh vào sân để thay Linh Tết Xuê. Pha ném biên của cao thủ U23 Myanmar. Như vậy là cho tới lúc này mỗi đội đều đã thay hai người. Sự thay đổi người bên phía chúng ta đã phát huy hiệu quả khi Hồ Thanh Minh ghi bàn thắng duy nhất cho tới lúc này. Và có lẽ là huấn luyện viên của Myanmar cũng muốn làm điều tương tự, tung tác giả của bàn thắng người hùng trong trận đấu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vào sân. Cầu thủ thứ hai vào sân bên phía U23 Myanmar là số 11 Yenin Aung. Cả hai đều là những sự thay đổi trên hàng tấn công. Nếu như để thua U23 Việt Nam ở trận đấu này thì gần như chắc chắn Myanmar không thể vượt qua được vòng loại, rất nguy hiểm. Đó là pha xử lý của Lê Văn Đô. Có được bàn thắng vừa để dẫn trước, lối chơi của U23 Việt Nam cũng đã trở nên thoăn thoắt hơn hẳn. Và những cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn với U23 Việt Nam khi mà đối phương buộc phải dâng cao đội hình tấn công và để lộ nhiều khoảng trống ở bên phần sân nhà. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Cầu thủ vào sân là Bảo Toàn và anh sẽ vào sân để thế chỗ của Văn Đạt. Ở trận đấu trước thì Bảo Toàn cũng được vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Hải Long đánh đầu, cơ vào. Cú đánh đầu rất căng nhưng lại trúng vào chính vị trí của thủ thành Phio Thu. Và người đã lựa chọn được vị trí và thực hiện cú đánh đầu rất căng vừa rồi lại là tiền đạo Hồ Thanh Minh. Một cầu thủ không có chiều cao quá lý tưởng nhưng lại chọn điểm rơi rất tốt. Hồ Thanh Minh luôn là như vậy, thi đấu cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn trên hàng tấn công. Cầu thủ này được các cổ động viên bóng đá Huế đặt cho biệt danh là voi rừng. Anh vốn là người dân tộc Tà Ôi. Và xử lý của Bảo Toàn. Thường xuyên phản công không tốt của cầu thủ số 7 bên phía U23 Myanmar. Min Mua Ông. Với bàn thua phải nhận trước U23 Việt Nam, U23 Myanmar lúc này đang có 3 điểm. Hiệu số bàn thắng là 0. Và họ sẽ xếp dưới cả Tajikistan. Đội bóng cũng đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng là 0 nhưng đã ghi được tới 3 bàn thắng. Họ cũng thua cả Bahrain. Và rất có thể cũng thua nốt cả Ả Rập Xê Út. Đội bóng ở trận đấu cùng giờ chỉ phải gặp Bangladesh. Hồ Thanh Minh đang là một điểm sáng rất đáng chú ý trong hiệp 2 của trận đấu này. Hải Long. Lý Công Hoàng Anh. Trọng Long.
Lối chơi của U23 Việt Nam đang trở nên thanh thoát và gắn kết hơn. Rõ ràng việc có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới Myanmar đã giúp chúng ta giải tỏa được phần nào áp lực. Hải Long cú dứt điểm ngay. Bảo Toàn cú sút xa với lực khá căng của Bảo Toàn nhưng bóng đi thiếu chính xác. Cao Hồng Khan, Nai Anh Tun, cầu thủ Myanmar đang rất nỗ lực dâng cao đội hình tấn công nhưng họ cũng đang để lộ nhiều khoảng trống về phần sân nhà và mang lại những cơ hội nguy hiểm tiếp theo dành cho U23 Việt Nam của chúng ta. Jay Alin, Mui Kio, ở trận đấu cùng giờ với trận đấu này, một trận đấu cũng có tính chất rất quan trọng trong việc xác định tấm vé đi tiếp, thì các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út đang dẫn trước đối thủ đó là Bangladesh với tỷ số 3-0. Và nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng sẽ giành tấm vé đến với vòng chung kết khi mà họ có hiệu số bàn thắng rất tốt. Một đội bóng khác cũng đang có lợi thế là Tajikistan, trong khi với tỷ số này thì rõ ràng là U23 Myanmar đang gặp bất lợi và nhiều khả năng bị loại. Lê Văn Xuân, ở trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam cũng đã thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp thi đấu thứ hai sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện một loạt những sự thay đổi. Huấn luyện viên của U23 Myanmar đã không còn giữ được bình tĩnh. Có tình huống va chạm giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Nai Anh Tun, hoàn toàn không có lỗi của trung vệ số 5 bên phía U23 Việt Nam. Rõ ràng là không chỉ cao thủ mà trợ lý huấn luyện viên bên phía U23 Myanmar mà lúc này cũng đang rất sốt ruột những gì đang diễn ra. Thẻ vàng dành cho số 13 bên phía Myanmar đó là Duy Khan Min. Như vậy là vào lúc này thì mỗi đội đều đã phải nhận hai thẻ vàng của trọng tài người Malaysia, ông Nasaruddin. Bên phía đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta là những chiếc thẻ vàng dành cho Trần Văn Đạt đã được cho ra nghỉ. Và cả Liễu Quang Vinh cũng vậy, cũng đã được rút ra nghỉ và được thay thế bởi Nghiêm Mạnh Dũng. Còn bên phía U23 Myanmar là những chiếc thẻ vàng dành cho số 13 Khan Min và số 6 Tikejo, Nai Anh Tun. Phút thứ 75 của trận đấu và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước đội tuyển U23 Myanmar với bàn thắng bằng đầu rất đẹp mắt của tiền đạo và sân thay người Hồ Thanh Minh ở phút thứ 59. Đây là kết quả đang giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 và năm sau tại Uzbekistan với vị trí đứng đầu bảng Y với 2 trận toàn thắng. Phút thứ 75 của trận đấu, U23 Việt Nam đang dẫn 1-0 và chúng ta đang tạo ra thế trận tốt.
Lê Văn Đô. Myanmar đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công khi mà cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang tuân thủ tốt chiến thuật vây giáp ngay bên phần sân của đối phương. Một tình huống không hiểu ý nhau giữa Bảo Toàn và Lý Công Hoàng Anh. Phản công cho U23 Myanmar. Đường chuyền của Cao U Khan. Una Xuê. Zealin. Phiêu thủ. Rất nỗ lực, đó là Trần Bảo Toàn. Nỗ lực của Bảo Toàn đã mang về cho U23 Việt Nam quả ném biên và ngăn cản một tình huống triển khai lên bóng của Myanmar. Hải Long. Hải Long thực sự là nhạc trưởng của U23 Việt Nam. Khan Min. Thời gian càng trôi qua thì cánh cửa đi tiếp càng khép lại đối với cầu thủ U23 Myanmar. Sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam và chiếc thẻ vàng thứ 3 dành cho U23 Myanmar, lần này nó thuộc về trung vệ đội trưởng Sue Muekio, chiếc thẻ vàng thứ 5 trong trận đấu và là thẻ vàng thứ 3 dành cho U23 Myanmar. Trợ lý huấn luyện viên bên phía U23 Myanmar đang tỏ ra khá bất lực trong việc chỉ đạo các học trò. Rõ ràng đây là một thế trận không như mong đợi của cầu thủ U23 Myanmar, khi mà họ đang bị dẫn bàn. Hồ Thanh Minh. Thanh Minh có nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Đã có lỗi của số 7 bên phía Myanmar với Lê Văn Xuân. Cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta không việc gì phải vội vàng. Với tỷ số như hiện tại thì kể cả trong những phút còn lại chúng ta có để lọt lưới một bàn thì chúng ta vẫn sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết. Và đương nhiên thì cao trò của Việt Park Hang-seo sẽ không muốn điều đó xảy ra. Pha cài người rất tốt của Thanh Bình. Một trận đấu mà thủ môn Văn Toàn cũng không phải làm việc quá vất vả. Nhưng thủ môn mặc áo số 23 này cũng đã có một pha xử lý khiến cho tất cả phải thót tim. Nếu như cú chạm chân của Luyên Mùi Aung thiếu lực đi một chút nữa thì bóng đã bay thẳng vào trong khung thành bỏ trống của đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Toàn là thủ môn rất dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Anh là lựa chọn số 1 trong áo câu lạc bộ. Anh cũng có những cơ hội ở cả trong áo đội tuyển quốc gia và đương nhiên đang là lựa chọn số 1 trong áo đội tuyển U23 Việt Nam. Việt Anh. Bên ngoài sân, theo quan sát của chúng tôi thì Hữu Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một phương án thay thế trên hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Đã có va chạm xảy ra. Một cầu thủ
Cao thủ đã còn không còn giữ được bình tĩnh. Lý Công Hoàng Anh của chúng ta một chiếc thẻ đỏ, có lẽ là một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra dành cho cầu thủ của Myanmar. Đã có một pha đánh nguội chăng? Lý Công Hoàng Anh là người đã tỏ ra không hài lòng và đã phản ứng với tình huống phạm lỗi của Mueang đối với người đồng đội của mình, đó là Trọng Long. Và sau đó thì một cầu thủ áo trắng khác đã có một tình huống xử lý thiếu kiềm chế đối với Lý Công Hoàng Anh và ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài người Malaysia, ông Nazaruddin. Bây giờ thì khó khăn càng thêm chồng chất đối với cầu thủ U23 Myanmar. Thẻ đỏ này gần như sẽ dập tắt mọi hy vọng của cầu thủ U23 Myanmar. Có vẻ như thẻ đỏ dành cho số 12, đó là Aung Hunaswe. Vâng, đây chính là cầu thủ đã có pha kiến tạo quyết định để cho đồng đội là Miatu ghi bàn ở trận đấu trước vào lưới của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Một quả phạt dành cho U23 Myanmar ngay sau khi họ phải thi đấu thiếu người. Trận đấu chỉ còn lại khoảng 10 phút nữa. Đứng trước bóng là số 7 Lin Mue Aung. Lin Mue Aung không qua được cao thủ phòng ngự của U23 Việt Nam. Phản công cho U23 Việt Nam. Hải Long. Đường chuyền mở bóng rất thoáng. Tốc độ của Lý Công Hoàng Anh. Lý Công Hoàng Anh đã xử lý không thành công trước sức ép từ phía Luyên Mê Aung. Với thế trận như hiện tại thì chúng ta vẫn hoàn toàn có hy vọng để chứng kiến thêm bàn thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong khoảng 10 phút còn lại. Như vậy là Hai Long là người sẽ rời sân để nhường vị trí cho người đồng đội của mình, đó là tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Thắng. Hai Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở trận đấu này, trận đấu mà anh được ra sân trong đội hình xuất phát và là tác giả của tình huống kiến tạo để cho Hồ Thanh Minh ghi bàn duy nhất của trận đấu đến thời điểm này. Ở trận đấu trước thì Hai Long vào sân thay Hữu Thắng ở hiệp 2, còn bây giờ thì là điều ngược lại. Thắng vào sân thay Hai Long ở trong hiệp 2 trong khoảng gần 10 phút cuối. Trong những phút còn lại, trong thế thiếu người nhưng chắc chắn là cầu thủ Myanmar vẫn sẽ làm tất cả để cố gắng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lý Công Hoàng Anh bị kẹp giữa hai cầu thủ Myanmar. Cầu thủ Myanmar vẫn như vậy, luôn thi đấu rất quyết liệt và không hề e ngại trong tình huống tranh chấp. Hồ Thanh Minh. Mọi thứ giờ đây đang hoàn toàn ủng hộ U23 Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, đang thi đấu hơn người và thực sự đã có một thế trận áp đảo trước đối thủ, đặc biệt là sau khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 59 của Hồ Thanh Minh. Thực tế thì những sự thay đổi người ở trong hiệp 2 đã giúp cho cầu thủ U23 Việt Nam có được thế trận tốt hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã có được ở trong hiệp 1. Tất cả được mở đầu ngay ở những phút đầu tiên với tình huống sút xa rất nguy hiểm của Lý Công Hoàng Anh. Và sau bàn thắng mở tỷ số của Thanh Minh, chúng ta đã có thêm ít nhất là hai cơ hội nguy hiểm nữa đều được dành cho tiền đạo Trần Văn Đạt. Nhưng tiền đạo má số 7 này tỏ ra không có gì ghi bàn tại vòng loại của giải U23 châu Á năm 2022. Hoàng Anh, lối thuộc thứ 10 của chúng ta. Hesue, cầu thủ Myanmar đang rất khẩn trương. Cao Ông Than. Hesue. Bóng vừa rồi dường như đã chạm vào tay của cầu thủ áo số 14, Mia Thu của Myanmar. Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bảo Toàn, tốc độ của Bảo Toàn. Sẽ có ném biên dành cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Ở trận đấu trước, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì cả Bảo Toàn và Việt Cường đều đã thi đấu khá hay. Phút thứ 85 và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang tiến rất gần tới việc giành chiến thắng sau cả hai trận đấu tại vòng loại. Và rất có thể vẫn sẽ là chiến thắng với tỷ số tối thiểu, nhưng hiệu quả tối đa của chúng ta đều hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Tất nhiên là thời gian vẫn còn khoảng 5 phút nữa và U23 Việt Nam vẫn cần phải giữ được sự tập trung. Nay Anh Tun. Mọi bất lợi đều đang thuộc về cao thủ Myanmar. Lê Văn Đô. Pha xử lý khôn ngoan của Văn Đô. Tấm vé đến với vòng chung kết đang dần rời khỏi tay của cao thủ U23 Myanmar. Việc phải chơi thiếu người sẽ là một khó khăn rất lớn với Myanmar trong việc triển khai những đợt tấn công. Khan Min. Khả năng phòng ngự khá tốt của U23 Việt Nam khiến cho tiền đạo Win Anh Tun, người đã có được nhiều cơ hội nguy hiểm ở trận đấu trước của U23 Myanmar, ngày hôm nay thực sự là im hơi lặng tiếng. Đây là Anh Tun. Cơ hội phản công cho U23 Việt Nam. Chuyền của Hữu Thắng. Pha xử lý ở nhịp đầu tiên với tình huống tăng tốc của Bảo Toàn là rất tốt, nhưng tình huống xử lý sau đó thì lại không thực sự ấn tượng. Dù sao thì chúng ta vẫn có thể hài lòng với những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện đến thời điểm này. Toàn thắng cả hai trận đấu ở bảng Y, giành số điểm tuyệt đối 6-0, không để lọt lưới bàn thua nào. Chúng ta khó có thể đòi hỏi nhiều hơn từ một lứa cầu thủ mà thực sự phải mất khoảng 2 năm mới có trận đấu thi đấu quốc tế chính thức đầu tiên do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Pha chơi bóng không tập trung của Hensoe. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể khẳng định là chắc chắn đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp tham dự vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022. Mùi Aung. Nhâm Mạnh Dũng ném biên cho U23 Việt Nam. Pha xử lý rất khôn ngoan của Nhâm Mạnh Dũng. Văn Đô. Văn Đô hỗ trợ phòng ngự khá tốt ở trong trận đấu này, nhưng khả năng phát động tấn công trong các tình huống phối hợp với đồng đội bên phía cánh phải với những đường chuyền là thiếu cảm giác. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi. Chúng ta đang dẫn trước U23 Myanmar với tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu phút 59 của tiền đạo vào sân thay người Hồ Thanh Minh. Tấm vé đến với vòng chung kết U23 châu Á lần thứ tư liên tiếp đang ở rất cần thầy trò huấn viên Park Hang-seo. Ngược lại với U23 Myanmar, họ đang dần rời xa khỏi tấm vé để góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2013. Trong giải đấu lần đầu tiên được tổ chức thì U23 Myanmar đã có mặt, nhưng họ đã phải dừng bước ngay ở vòng đấu bảng sau 3 trận thua.
Năm nay thì tấm vé đến với vòng chung kết lần thứ hai trong lịch sử đội bóng này đã ở rất gần, nhưng cuối cùng thì rất có thể là họ sẽ không có được điều đó. Thì mà tất cả những gì trên sân đều đang chống lại U23 Myanmar. U23 Việt Nam chuẩn bị có thêm một sự thay đổi cầu thủ nữa. Và thời gian bù giờ cho hai trận đấu này là 4 phút. Đang đứng ngoài sân lúc này là tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường. Việt Cường sẽ vào sân để thay Lý Công Hoàng Anh. Trọng tài yêu cầu Lý Công Hoàng Anh rời sân nhanh hơn. Lý Công Hoàng Anh không ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng rõ ràng vai trò của cầu thủ số 10 này ở tuyến giữa của đội tuyển U23 Việt Nam là khá nổi bật ở trong trận đấu ngày hôm nay. Việt Cường sẽ là cầu thủ cuối cùng của U23 Việt Nam góp mặt trong trận đấu này. Anh là sự thay đổi người thứ 5 ở trong trận đấu ngày hôm nay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cú sút thẳng không gây ra bất ngờ và khó khăn đối với thủ thành Phiêu Thu. U23 Myanmar đang làm tất cả. Họ đã dâng cao đội hình sau khi phải nhận bàn thua, nhưng thực tế là chất lượng cầu thủ vẫn chưa đủ độ sắc sảo để có thể đánh bại được hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Tất cả cầu thủ áo trắng đã dồn về bên phần sân của U23 Việt Nam. Mùi Aung. Việt Cường đã xuất hiện rất đúng lúc để ngăn cản tình huống triển khai bóng tấn công của Mùi Aung. Một quả đá phạt dành cho cao thủ U23 Myanmar, nhưng rất may là trọng tài xác định là tình huống phạm lỗi ở ngoài khu vực 16m50. Cao thủ áo trắng thì cho rằng họ cần phải được hưởng một quả 11m. Một sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự bên phía U23 Việt Nam khiến cho chúng ta đang đứng trước một tình huống đá phạt nguy hiểm của đối thủ. Đó là một pha phạm lỗi ngoài vòng cấm. Dù sao đây vẫn sẽ là một tình huống hết sức nguy hiểm cho khung thành của Văn Toàn. Và là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Myanmar có bàn thắng gỡ hòa. Hy vọng để giành vé đi tiếp lại đứng nhất U23 Myanmar. Trọng tài chính Nasaruddin đang tham khảo các trợ lý của mình xem điểm phạm lỗi là ở trong hay ở ngoài khu vực 16m50. Nhưng góc máy quay chậm thì có vẻ như trọng tài người Malaysia đã chính xác. Cầu thủ mang áo số 11 của U23 Myanmar đó là Yejin Aung đã ngã ở trong vòng cấm, nhưng điểm phạm lỗi của Văn Xuân là ở ngoài khu vực 16m50. Và vừa rồi thì lỗi phản ứng khiến cho một cầu thủ nữa của U23 Myanmar phải nhận thẻ vàng, đó là tiền vệ số 8 Miat Kaung Khan. Một trận đấu phải nói là rất căng thẳng. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng với U23 Myanmar. Thẻ vàng dành cho Miat Kaung Khan. Tình huống mà chắc chắn là cầu thủ Myanmar phải hết sức chắc chiu. Đây có thể được coi là cơ hội cuối cùng trong trận đấu để U23 Myanmar có thể ghi tên mình vào vòng chung kết của U23 châu Á năm 2022. Văn Toàn đang chỉ huy hàng phòng ngự của U23 Việt Nam dứt điểm, không qua được hàng rào của U23 Việt Nam. Không có bàn thắng san bằng tỷ số cho cao thủ Myanmar. Toàn bộ đội hình của Myanmar đã tràn sang phần sân của U23 Việt Nam. Hoàn hồ cao thủ phòng ngự U23 Việt Nam. Người phá bóng ra cuối cùng đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đó là một tình huống mà cầu thủ Myanmar cho rằng là họ cần được hưởng penalty. Khi bóng chạm tay của một cầu thủ U23 Việt Nam trong tình huống làm hàng rào, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Không có gì nguy hiểm đối với Văn Toàn.
Và như vậy là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar ở lượt trận cuối cùng của bảng Y vòng loại của giải U23 châu Á năm 2022 đã khép lại với chiến thắng Trung Quốc là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Người hùng của trận đấu này của đội tuyển U23 Việt Nam đó chính là tiền đạo vào sân thay người Hồ Thanh Minh, một cầu thủ không có chiều cao quá tốt nhưng lại lựa chọn điểm rơi tốt để kết thúc đường kiến tạo của đội trưởng Hai Long, ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam ở phút thứ 59 của trận đấu này. Và như vậy là với hai trận toàn thắng cùng với tỷ số là 1-0 trước hai đối thủ nằm cùng bảng Y là U23